Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review tủ đồ trong suốt 2 năm gắn bó với game Free Fire của mình, cũng như thông báo với tất cả những bạn đang xem video và bạn bè chơi Free Fire là từ hôm nay mình sẽ đổi tên mấy, tạm biệt cái tên LT Shutdown gắn bó với mình trong thời gian vừa qua thành tên mấy là VVT Gaming để giống với tên kinh. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều ạ.